Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, có thể nói cuộc sống của chúng ta bây giờ là nó ổn định hơn quá khứ trên mọi phương diện. Thứ nhất, có thể nói là về đời sống vật chất, chúng ta cũng có một cái chỗ gì đó để nương náu sống qua ngày mà không có phải lo lắng nhiều, phải không? Thứ hai là cái công ăn chuyện làm hay là cái thu nhập của mình nó cũng tương đối ổn định, nó không bấp bênh. Nhưng mà có phải tận đáy lòng của quý vị cũng cảm thấy nó lo lắng một cái gì đó, phải không? Cảm thấy có một cái gì đó lo lo mà không biết lo cái gì. Thì quý vị cứ suy nghĩ kỹ lại, có phải thỉnh thoảng một lúc nào đó chúng ta ngồi yên lặng và chúng ta cảm thấy lòng mình nó nao nao, không biết lo cái gì mà tự nhiên cũng lo lo, không biết sợ cái gì tự nhiên cũng cảm thấy sợ sợ. Và quý vị có cảm giác này rồi, phải không? Bây giờ trả lời thì nghe thử coi, lo cái gì, sợ cái gì? Biết nhưng mà không dám nói. Già lo kiểu già, trẻ lo kiểu trẻ, sồn sồn lo kiểu sồn sồn, có chồng lo thì kiểu có chồng, mà không chồng thì cũng lo thì kiểu không chồng, phải không? Phải không quý vị? Nhưng mà tại sao mình lại phải lo? Vì cuộc sống tự nhiên phải lo hả? Bây giờ mình dục cái lo qua bên cho Phật giữ giùm mình 2 tiếng đồng hồ trong thời gian ngồi đây, tại đây. Rồi xong rồi lát nữa ra khỏi cửa đó lụm cái lo của ai nấy lụm đem về. Quý vị đồng ý không? Rồi thôi bây giờ mỗi người tự bỏ cái em lo em sợ đó qua một bên đi. Chúng ta sống thật với mình, sống thật với tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta đang hiện tại, để chúng ta lắng nghe lại coi tại sao ở trong gia đình thỉnh thoảng chúng ta lại có gây gỗ. Bây giờ giải quyết vấn đề gây gỗ trước, phải không? Trong nhà có mấy người là mình gây hết mấy lần. Nhà 8 người gây đúng 8 người luôn, thỉnh thoảng còn nhìn qua hàng xóm để gây nữa. Tức là gây trong nhà không chưa đủ, còn gây thêm hàng xóm nữa. Nhưng sao mỗi lần gây gỗ như thế, tuy không phải bằng lời, có lúc chỉ bằng một ánh mắt, bằng một cử chỉ, hay là bằng một cái tờ giấy mấy dòng chúng ta ghi lại, nhưng nơi đó chúng ta đều biểu đạt tất cả những quan điểm của mình và những mong muốn của mình, và đòi hỏi người kia phải chấp nhận, đúng không? Phải mình đòi hỏi người khác chấp nhận không? Như vậy thì nghiễm nhiên mình công nhận mình đưa ra yêu cầu này là đúng, và cái nhìn của mình cũng là đúng. Có phải không đại chúng? Nếu như mình đúng thì người kia bắt buộc mày phải sai. Cho nên hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề ai đúng ai sai. Lần đầu tiên mới thấy có một cái chùa mà chính giữa nó có củi, có đồn lum. Xin lỗi, cái này là cái hội trường phải không? Chứng tỏ ở đây là, ở đây, dạ, ở đây rất là nghệ thuật. Cho nên củi thì lẽ dưới bếp nên nó lượt lên đây. Quý vị thấy không, nó ở dưới bếp nó là củi chậm đó, nhưng mà nó lên đây nó trở thành vật để triển lãm, để cho chúng ta thưởng thức, để cho chúng ta cảm nhận. Cho nên trên cuộc đời này không có gì là đồ bỏ hết, mà nó đều có chân giá trị. Chẳng qua chúng ta không cảm nhận được cái giá trị của nó trong cuộc sống, và cứ thế mà chúng ta bỏ mất đi những cơ hội rất là tốt để mình hòa nhập với cuộc đời. Có nhiều người nó chọn đi về quê, đi cái đường đất cày thấy mệt quá, đi bờ ruộng, bờ lúa đồ, đi té lên té xuống. Quý vị biết không, bữa hôm có một lần thầy đi cứu trợ với mấy vị Phật tử cũng ở xa về, thì đi vô cái làng đó, mấy người đó tự nhiên lội xuống ruộng à. Ở trên bờ không đi, tự lội xuống ruộng à. Cái anh đó nói thưa thầy, 40 năm con mới được lội ruộng. Rồi anh còn mò mò xuống, anh bắt mấy con cua, mấy con cá nữa. Anh nói tự nhiên con nhớ tới hồi xưa con đi mò cua bắt cá dưới cánh đồng, ở dưới ruộng. Quý vị thấy khi mình đi trên ruộng, trên đồng, mà đi bằng cả cái hồn, tự nhiên chúng ta thấy nó rất là dễ thương. Phải không? Ném chút hồn vào cỏ xanh, thấy miền cát bụi nhân tình nở hoa.
Đó là lời của Thiền sư Minh Đức. Tức là một đám cỏ xanh chẳng hơn chẳng kém gì đâu. Chúng ta đi qua lại chúng ta không thèm ngó. Nhưng nếu chúng ta ngồi yên và để cả hồn mình vào trong đó thì từng ngọn cỏ nó sẽ nói cho chúng ta nghe một âm điệu. Một âm điệu đó rất hợp với cuộc sống và nó có thể chia sẻ với mình. Cũng vậy, giữa cuộc đời này chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu sự đổi thay thăng trầm, hơn thua hận tù của con người. Cho nên từ chỗ đó chúng ta cảm thấy dè dặt với con người, phải không? Bao nhiêu sự đổi thay đó chúng ta cảm thấy ngán quá, thấy sợ quá, thấy con người sao mà ghê gớm quá. Từ cái chỗ dè dặt này chúng ta trở thành người thụ động và co cụm trở lại, niềm tin chúng ta bị xói mòn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần ngồi yên, lắng lòng để nghe lại tiếng nói của người đối diện, mà tiếng nói chân thật từ trái tim yêu thương hiểu biết của họ, thì chúng ta sẽ thấy cũng là con người đó từng làm mình đau khổ đó, cũng là những lời nói đó làm cho mình không ngẩng đầu lên được, nhưng sâu thẳm của nó vẫn là tiếng nói của sự chia sẻ nếu chúng ta nhìn dưới ánh mắt của người tha thứ. Cho nên nhìn như vậy thì đời cát bụi này tình người sẽ nở hoa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cảm thấy khổ đau và mòn mỏi khi gặp họ. Thỉnh thoảng quý vị cảm thấy đi vô ra gặp cái mặt cái người đó, cái ứa gan, phải không mấy bác, mấy cô nè? Tự nhiên gặp cái không muốn dòm, lại còn làm bầm trong bụng nữa, không ưa đâu cũng gặp, phải không mấy cô? Vậy chứ ở chung nhà không gặp, mà gặp ai không lấy gặp ông hàng xóm, cái đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà tại sao ngày xưa mình gặp thì lại mình không có cái cảm giác đó, không có những cái suy nghĩ chán chường, bất mãn, bực bội, khó khăn, mà bây giờ mình lại sanh ra cảm giác này? Tại vì sao? Tại lúc đầu nó đẹp, bây giờ nó xấu hả? Không, không có xấu đâu. Không có xấu đâu. Ông bà mình nói gừng càng già càng cay mà xấu cái gì, phải không? Tại vì người kia hay là đối tượng kia không đáp ứng được những nhu cầu của mình. Có hai bác đã tới chùa thầy. Quý vị biết á, là quen biết với chùa cũng 20 năm. Và theo thầy nghĩ thì họ cũng tinh tấn lắm, hai vợ chồng lớn tuổi, con cái thành đạt hết. Mà đi tới chùa là bác gái đó chỉ vô cái ghế ngồi thôi, còn mọi chuyện còn lại là bác trai phải làm hết. Xách đồ vô cúng chùa, rồi thế này thế kia, rồi rót nước nữa. Mà già rồi, cho bảy mấy tuổi, ông đi lên á, ông lên cái thềm, rồi bà đi lên sau, cái ông đưa tay nắm tay anh nè em. Thì nghe tới chị thì nổi da gà hết. Nếu cái câu nói đó của người 40 tuổi thì thầy chấp nhận, còn 78 tuổi tự nhiên kêu anh xin em, thầy thấy là nó bị hộm á. Thì thầy đâu có cãi đâu. Xong á, quý vị biết á, bà đưa cái tay này đưa cho ổng giận, trời giống như nữ hoàng Elizabeth vậy. Rồi không biết ổng đưa cái tay ổng, mà cái tay ổng dính cái gì, bà lấy cái tay bà đập lên cái tay ổng cái bóp, bà không chịu lấy, không chịu đụng cái tay ổng. Thầy chứng kiến từ đầu tới cuối, thầy nói trời, hai người này sao mà mùi vậy, mà mùi dữ vậy, không biết. Bà giống như là một hoàng phi, là một mẫu hậu gì đó, giá lâm tới vậy đó. Rồi đi vô ngồi xuống, kéo giặt áo. Gốc là người miền Bắc cho nên nói chuyện khách khí, mà người có học mà nói chuyện rất là hay. Thì thấy ổng á, tội nghiệp quá đi, ổng hiền mà đồ á thì nhiều quá. Ổng lái xe rồi, ổng xách vô xách đâu có hết, ổng xách cái quên, thế là bả cằn nhằn. Bả cằn nhằn hoài vậy đó. Ổng nói xin lỗi mà, thêm cái chữ e vô nữa. Thiệt, thầy ngồi thầy nhột làm sao đâu, phải nói chi với mấy vị mà nói trước ông thầy tu, quý vị thấy là mình cũng muốn động lòng chiến sĩ.
thì thầy mới hỏi thăm cho hai bác khỏe không. Thế là bà làm như là mình vừa mở cái giọt nước ra vậy, là nước nó chảy ra liền. Ôi giời ơi, khỏe gì nổi với bố già này. Bữa nay thì ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ chanh chua bấy nhiêu. Tôi hỏi tại sao không khỏe. Bà nói con nói cho thầy nghe, vào ở trong giường ngủ là con phải ngủ trước, con mà ngủ sau là khỏi ngủ. Thầy hỏi tại sao. Con tưởng đâu là ở nhà, cái nhà con là cái xưởng cưa ấy. Tức là bà ví ổng giống như cái máy cưa cây á, nằm xuống là ngáy, ngáy rồi còn mớ, rồi còn la sùm. Bà nói con ở cái nhà này con mệt lắm, con phiền não lắm, con không có tu được. Thầy nói có hai người mà làm gì phiền não. Bà nói không có biết đâu, thầy mà vô ở một ngày con đảm bảo thầy cũng không chịu nổi. Mà thầy thấy ổng hiền thấy mồ đi, chuyện gì ổng cũng làm hết. Bà chỉ ngồi một chỗ là sỉ thôi nha, sỉ làm này, sỉ làm kia, sỉ làm cái nọ vậy đó. Bà nói đi dép về, con quyết định là để đôi dép ở ngay chỗ đó, là ngay cái chỗ đó. Thế mà ổng cũng để chịch một bên, thầy coi chịu nổi không. Tự nhiên thầy ngồi cái thầy chiêm nghiệm lại, thầy suy nghĩ, thầy phải suy nghĩ kỹ lại cuộc đời. Bắt đầu bà nói tiếp, thầy biết không, hễ mà dọn ra cái bàn ăn chén nước tương nước chấm là phải để ngay chỗ này, thế mà ổng để mãi đằng kia vói không tới, vói tay không tới cũng la. Mà ổng dọn ăn đó, tức là từ từ bà khai ra thầy mới biết là ổng làm hết mọi chuyện. Còn nữa, cái máy sấy tóc xài xong là phải để ngay chỗ này, thế mà ổng vớt lên đầu tủ kiếm không ra, bữa đấy nhức đầu kinh lắm. Thầy ngồi, thầy mới suy nghĩ ra một điều rất chí lý. Thầy xuất gia là chính xác. Thầy học được cái đức tính của ổng. Nếu mà không có cái bà vợ chanh chua này, thầy không bao giờ thấy được cái đức tính dễ thương của ông chồng. Ổng ngồi im ru, ổng nói xin lỗi mà e. Bà ổng vừa nói mà vừa vuốt cái lưng bà. Trời, thầy nói cái bà này bà tu chín kiếp, còn kiếp chót nữa thành Phật, mà bà không biết giữ cái phước này coi chừng à. Phải không, quý vị đồng ý không? Cái câu chuyện này nó rất là thực tế và nó rất là đời thường, để cho chúng ta thấy được rằng thỉnh thoảng hình như mình cũng giống cái bác gái đó. Tuy là không có quá đáng, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng có những cái yêu cầu và bắt buộc người khác phải làm giống với mình, giống với sự sắp xếp của mình, quan điểm của mình. Nếu không theo, chúng ta cảm thấy bực bội. Tuy là mình không có cãi lại, tuy là mình không có nói hành nói tội, phải không? Nhưng rõ ràng trong lòng chúng ta không đồng ý. Không đồng ý á, quý vị nghĩ phải không? Hễ mà người ta làm theo mình vui vẻ, tại vì mình nghĩ cái đó là đúng, còn cái điều của người ta là sai. Thì bây giờ thử hỏi, nhà có hai người thì phải có một người đúng một người sai, mà một chuyện mà đem ra cãi thì ai đúng ai sai? Theo quý vị thì ai đúng ai sai? Hai người sai hết nếu cãi. Thật ra hai người đúng hết. Hai người đúng hết. Đúng theo quan điểm của từng người một. Bây giờ cái bình bông này đẹp không? Bây giờ thầy nói không đẹp, làm gì thầy? Không lẽ thầy chồng mình gây lộn, phải không? Đẹp đối với quý vị, chứ đối với thầy chưa đẹp. Rồi giờ bắt đổi bình bông khác à, ai đi làm? Ai đi cắm? Rồi cắm ra biết thầy có gật đầu nữa không? Hay là bài đặt chảnh nữa, chê nữa? Trên cuộc đời này, xin thưa với đại chúng, không có cái gì để gọi là đúng, và cũng chẳng có cái gì để gọi là sai đối với giáo lý của đạo Phật. Nhưng khi chúng ta thể nghiệm thì có đúng sai rõ ràng. Tức là trên mặt lý đó là không có cái gì đúng sai, mà cái đó nó có phù hợp với hoàn cảnh của con người đang sống. Thí dụ như ở đây nè, chạy xe, lái xe bên tay trái. Thầy qua đây thầy nói trời, chạy xe gì sai bét vậy trời, tại vì Việt Nam chạy xe bên tay phải. Vậy là nước nào đúng? Ai đúng? Cho nên không có cái đúng mà cũng không có cái sai, mà nó tồn tại với một
quốc độ nào đó, một cái căn cơ nào đó, một cái quan niệm nào đó thì cái đó nó đúng, còn không phù hợp thì nó là sai. Thí dụ, quy định Phật tử vô chùa là bận quần dài, áo dài, hoặc là bận thêm cái áo tràng, phải không? Giờ tự nhiên quý vị đi nghe thuyết pháp không bận quần dài áo dài, bận sắc nách xà lõn, được không? Được không? Được. Không lẽ cảnh sát bắt? Nhưng mà tự nhiên vô đây không giống ai hết, quê quá, đi ra mượn cái áo tràng bận vô. Giống như bữa hôm có anh đó bận cái áo tràng thì ngồi xuống lòi hai ống quyển ra nhìn thấy gớm rồi. Lần đầu tiên là thấy mặc xà lõn với áo tràng á, nó kỳ gì đâu á. Quý vị có thấy kỳ không? Giống y như ông quan huyện đi khám điện thổ. Quý vị có xem cái vở ngao sọt hết chưa? Cho nên ai đúng ai sai, mình quan niệm là Phật tử vô chùa mặc áo tràng, nhưng mà cái người đó họ nóng quá, họ chịu không nổi, bây giờ tôi mặc xà lõn nó làm gì tôi, thì họ cũng đâu có sai, nhưng mà họ không phù hợp với cái quan điểm của mình, cái quy định của mình. Nói như thầy lên đây ngồi phải đắp y, phải mặc áo màu vàng, bây giờ thầy không mặc đồ này nữa, mượn bộ đồ vest của bác bận thử, thắt cái cà vạt nữa lên đây, được không? Được chứ bác gì không được. Tại sao không được? Được hết. Nhưng mà quý vị sao không kêu thầy bằng thầy nữa, tới kêu mời anh xuống dưới bếp. Phải không? Đương nhiên ngồi chỗ này là một ông thầy, mà ông thầy muốn thuyết pháp thì phải ra một cái tướng của một ông thầy. Ra tướng của ông thầy phải mặc đồ này, chứ sao mặc đồ kia được. Tất cả những cái đó đều là quan điểm của con người, và cái quan điểm đó của mình nói qua cái người kế bên, nói thêm nữa đông người, và đông người đã hợp lại thống nhất một cái quan điểm, cho nên nó trở thành gì? Trở thành quy định, pháp ước, hay nói đơn giản tức là luật pháp. Cũng từ quan điểm sống thôi, từ quan niệm của mình sống với nhau thôi, rồi mình quy định cái đó thì bao nhiêu người cùng công nhận cái đó là được, thì cái đó trở thành đúng đối với cái cộng đồng đó. Nhưng mà đối với cộng đồng khác là sai á nha. Giống như thầy qua Ấn Độ, thầy thấy người ta ăn bóc thì gớm muốn chết vậy. Thầy thấy ghê quá trời ơi. Tới cái chùa Đại Hàng ở tại Lâm Tì Ni đó, đi tới Lâm Bini, thì mấy thầy cho nguyên đoàn ở trong chùa Đại Hàng. Nói thiệt với lại quý vị, bữa đầu tiên tới đó bụng quá, ăn cơm ngon quá ngon. Bữa sau cái đi xuống bếp chạy hết dám ăn luôn. Thầy thấy mấy người nấu bếp là người Ấn Độ đó, trời ơi, nó bốc, nó trộn mà không có mang bao tay. Rồi xong rồi cái nó còn quẹt ở cái mặt hậu nó nữa. Quẹt vậy nè. Nó xong rồi nó trộn, nó trội. Thầy nhìn bàn tay người nào người nấy nó bóng lưỡng đen thùi lùi, thấy gớm quá, sao thầy ăn được. Tại cái quan điểm của mình là phải mang bao tay cho nó hợp vệ sinh, phải không? Rồi cái bàn tay cũng cho trắng trắng một chút đường này. Sao mà nghe, có lấy ba cái đèn pin rọi cũng không thấy. Rồi mấy người đó trộn xong thầy đi lên. Cái tới chừng lát xuống ăn đó, thầy thấy mấy người đó ăn, họ bóc, họ trộn trộn rồi quăng vô miệng, thầy gớm quá. Mình là ăn đũa ăn muỗng, ăn nĩa ăn dao, mình ăn nghĩ quen rồi, đó là cái quy định của mình. Nhưng tự nhiên bây giờ họ không ngồi đĩa muỗng nĩa và bóc nè, đó được không? Được chứ sao không được. Nhưng mà mình là không chấp nhận được rồi. Cho nên đúng với sai, xin thưa lại với đại chúng một lần nữa, không có cái gì đúng và không có gì sai trong cuộc sống này hết, mà nó chỉ đúng sai với quan điểm của từng người và từng cộng đồng hay là từng quốc độ một. Thì xin phép được nói cái vấn đề này trước, để chúng ta đi từ tục đế sang chân đế, tức là về đời sống bình nhật, để chúng ta chấm dứt bớt đi tất cả những cái sự hơn thua, cãi vã đều là để tranh giành lấy cái đúng không à. Còn đối với tục đế thì chân lý duy nhất chỉ có một, không sai, không lệch, không đổi, không dời. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn tại Kushinaga, tức là rừng Ta La Sông Thọ đó, Đức Phật mới hỏi lại một lần nữa đối với chúng đại tỳ kheo đệ tử là trong giáo pháp của ta ai còn nghi ngờ điều gì thì hỏi.
Thì lúc bấy giờ không có ai hỏi hết, Đức Thế Tôn mới nhắc lại giáo pháp của Như Lai là chân lý, là chắc thật. Cho dù mặt trời có lạnh đi, mặt trăng có nóng lên, giáo pháp của Như Lai sẽ không thay đổi, vì đó là chân lý. Thì đối với người mà tu tập, cho dù là chúng ta tu tại gia, chúng ta vẫn phải lấy chân lý để làm nền tảng, thì cái này nhất định không thay đổi rồi. Hãy mà nói tới khổ thì chúng ta phải biết ngay, sống trong cuộc đời này hãy có thân là khổ. Hãy mà thọ nhận cái lời khen tiếng chê người khác là khổ. Lấy cái áo bận cũng khổ, mang đôi dép cũng khổ, đi ra ngoài trời mưa nắng gì cũng khổ. Vì cái cảm thọ đó, nó cảm thọ ngay trên cơ thể vật lý này bị sự điều hành hay là chi phối của tâm lý, tức là hệ thần kinh, hay nói đơn giản tức là tâm thức. Tức là cái tâm thức của chúng ta nó phân biệt được hết. Khi người khác nói một câu mình nghe liền làm biết ngay cái người này đang khen mình, cho nên gặp mặt cái mình cười hề hề. Tự nhiên nghe có người ngoài sau lưng nói, ông Thiện Thuận thấy chứ ông cà chớn lắm. Tuy thầy không quay lại giờ chứ thầy cũng lắng nghe coi tiếng này của ai, đàn ông hay đàn bà, phải không? Sồn sồn hay là già, rồi phải nghe cho kỹ coi có quen không hay là lạ. Hãy mà quen là mình xác định ngay, bà này là bà Tư, ông này là ông Tám, để ăn lát xử sao. Còn không biết là quay lại giờ liền, có ai vậy, ai mà gan vậy, phải không? Chỉ nghe thôi. Chúng ta chỉ đại khái là chúng ta chỉ khởi lên một cái ý thích hay là bực, tích tắc thôi, phải không? Nhưng mà trong lòng của chúng ta nó chuyển biến qua một số tâm thức như vậy. Cái dòng tâm thức nó chuyển động nhanh như vậy, nó như một dòng sông, như thác đổ mà. Như thức học gọi đó là bạo lưu hay là bộc lưu, tức là dòng thác chảy. Nó chảy cuồn cuộn. Nó kết hợp bởi những phân tử nước H2O. Và cái tâm của chúng ta nó liên tục như vậy. Chứ không phải đơn giản là chúng ta hứ một cái, hay là chúng ta xí một cái, chúng ta liếc mắt, hay là chúng ta phồng mũi. Cái đó nó nhanh, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó còn nhanh hơn, nó điều hành ở bên trong. Cái tâm thức đó nó nhanh lắm, nó nhạy bén lắm. Bao nhiêu những cái chuyện mình đón nhận vô trong cái cơ thể mình, ở cuộc đời mình, trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm, xin thưa với đại chúng, tất cả nó đều là khổ. Thì khi chúng ta học tới cái giáo lý khổ, chúng ta biết khổ là chắc thật. Trên cuộc đời này không có gì vui hết. Vui chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng. Nhưng mà vì chúng ta không thấy được sự giả tạm, một cơn gió thoảng đó chúng ta cho là thật. Chính cái quan niệm đó đã làm cho mình khổ mà mình không biết. Mình không hề biết được. Cho nên mình tạo dựng ra một cái gì, chúng ta bằng một cách phải bảo vệ nó, duy trì nó. Hễ mà nó có cái mầm mống muốn bị tan vỡ, chúng ta sẽ tìm cách níu kéo lại, cái đó cũng khổ. Tạo ra đã khổ, giữ còn khổ hơn. Khi mình biết cái khổ đó là chắc thật rồi, thì chúng ta còn gì để nghi ngờ. Cái đó gọi là đế lý, tức là cái lý chắc thật. Thì cái phần này xin phép để nói sau. Trở lại vấn đề, đó là cái chuyện đúng sai trên quan điểm của con người. Xin thưa với tất cả quý Phật tử, cái vấn đề mà chúng ta bất đồng quan điểm, chuyện này nó xảy ra thường ngày trong cuộc sống của mình. Hễ mà mình có giao tế là nó có quan điểm, có ý kiến. Ông bà mình thường nói mà, 9 người 10 ý, phải không? Cái câu này là phản ánh cái tâm thức của mỗi con người, nó phức tạp và nó đa dạng, không ai giống ai hết. Nhưng mà làm cách nào để chúng ta có thể sống được an ổn, đó chính là điều mà Phật tử chúng ta cần phải thực tập. Ai giờ mình dẹp, dẹp một ngày, dẹp hai ngày, dẹp ba ngày thôi, dẹp cả tháng cả năm, dẹp mắc dịch luôn á. Chưa, mình chưa tu được. Mình đang bắt đầu đi bì bõm thôi, đang lội bì bõm trên con đường tu thôi. Quý vị biết á, thì cái câu chuyện mà thầy kể hai cái bác già mà mùi đó là cái kiểu bất đồng quan điểm. Chưa đâu, tới cái người trẻ còn bất đồng quan điểm còn ghê hơn nữa.
Có hai vợ chồng anh chị đó, trước đây thường xuyên đi tới chùa thầy lắm, nhưng sau này thì ít đi. Nhưng mà đi bà vợ thôi, không đi ông chồng. Sau thì đi ông chồng thôi, bà vợ không đi. Thầy mới hỏi tại sao hai người mà cứ tan đàn rã ngé ra, không đi chung là sao? Anh chồng mới nói, thôi đừng nhắc tới bà đó, nghe mệt lắm. Thầy nói sao kêu bằng bà, 20 năm trước không kêu bằng bà đi, 20 năm trước kêu bằng gì? Ông nói, trời ơi, con nói thiệt với thầy, hồi xưa là hiền lành dễ thương lắm, con mới gật đầu, còn bây giờ như bà chằn. Gặp con đánh con, gặp chồng mắng chồng, gặp bạn la bạn, gặp ai cũng la hết trơn á. Anh nói con hỏi thầy nè, tự nhiên á, bữa đó con đi đám tang, cái lấy cho con mặc cái áo sơ mi màu đỏ. Con nói trời trời, đi đám tang mà em lấy cái áo sơ mi màu đỏ, mà lấy đồ kia dơ hết rồi, chưa ủi, giờ mệt nhức đầu, lấy áo này bận đỡ. Con mới giục cái áo lại, con lấy cái áo thun con bận đi còn dễ coi hơn. Thầy biết không, con đi làm về đó là cái áo đó là nó dính ở trên đầu giường con á, một tháng treo lên trên đó, rồi tối nào cũng tụng kinh. Tôi đâu phải ở đợ, tôi đâu phải là cái người mà nghe giúp việc cho cái nhà này, đồ đạc tôi đem cái gì thì bận cái đó, giỏi thì ở nhà đi giặt đồ nấu cơm đưa đón con cái đi, để tôi đi ra ngoài, ông sắp đồ nào tôi bận đồ đó. Con nói thiệt với thầy, không lẽ vợ chồng ngày nào cũng gây lộn, con nghe riết con mệt quá. Con mở máy niệm Phật lên con niệm theo, bà tới bà tắt. Bà nói không được nghe niệm Phật. Tại sao phải nghe niệm Phật? Bà vợ bà giữ vậy đó. Ông nói thì mình tu hành thì mình phải niệm Phật. Bà nói không. Bây giờ tôi hỏi ông nè, tại sao tôi sắp cái áo đó ra, ông biết tôi ủi cái áo đó là bao nhiêu tình, bao nhiêu nghĩa, tôi đứng mỗi chân tôi ủi cho ông mà ông không bận. Ông là kẻ bạc bẽo, ông là người vô tình, ông là kẻ vong ân bội nghĩa. Nói cho một hơi vậy, chỉ vì không bận cái áo thôi. Thật sự thầy nghe thầy thấy quá đáng. Quý vị nghĩ có cái áo đó mà đi trì trí cái kiểu đó quá đáng không? Quá đáng đó. Không, bây giờ hỏi thiệt mấy cô nha, chị em phụ nữ nói với nhau đi, có thấy cô kêu quá đáng không? Quá đáng, thầy cũng thấy quá đáng. Thầy không tin anh này. Thầy nói không có lý do nào mà khi khổng khi không, không mặc một cái áo mà bà vợ bà trì chiết một tháng trời. Thầy nói phải có một cái nguyên nhân nào đó, ông khai ra đi. Sao không khai? Trời ơi, trước quan tòa thiết diện vô tư mà sao không khai? Khai ra là ảnh có nhận một cái áo của người xưa ấy. Thầy nói rồi, thầy nói không cháy nhà là mai rồi cha nội. Tức là ảnh kể lại đó, là trước đó cỡ nửa tháng thì tình cờ ảnh đi dự một cái bữa họp mặt của bạn học đó, thì gặp lại cái người bạn gái của ảnh năm xưa. Nhưng mà cái người đó bây giờ đi ra nước ngoài ở rồi. Bây giờ họp mặt thì cái người đó mới tặng cho ảnh cái áo. Thì anh nói thì mình lịch sự mình nhận về chứ có làm gì đâu. Thế là đùng đùng sanh chuyện. Nhưng mà con nói thì con chán phụ nữ lắm, cũng tại cái con thu nhiều chuyện kia. Nó gọi điện cho vợ con, nó nói cái áo này là của bồ của ổng tặng. Coi có phải nó nhiều chuyện không? Nó không nói, người ta đâu có biết là nó bị bệnh đâu, mà nó nói tan nhà nát cửa như vậy đó. Đàn bà con gái gì đâu kỳ cục. Cái thầy nói là anh giải quyết làm sao với cái áo đó. Anh nói con đem cho, con đâu có dám để nhà thầy. Như vậy còn đòi cái gì nữa? Vậy đó mà con không bận cái áo này đó. Bắt đầu vợ con nói phải rồi, bây giờ có áo rồi, phải không? Có áo của người ta mà, cho nên đồ của tôi đâu có thèm bận, thấy không? Nhờ từ chỗ đó nó mới lòi ra cái chuyện kia. Thầy nói theo lẽ anh phải nhận là nhận cái tình của người đó, nhận cái tâm, nhưng mà rồi anh phải giải quyết liền trước khi anh mang nó về nhà. Anh mang nó về nhà là mang một trái mìn nổ chậm. Anh nói con thấy đâu có gì đâu thầy, bạn bè gặp nhau người ta tặng thì con nhận, thầy nói được, bạn bè gặp nhau thì ok, nhưng mà có những cái không được nhận bởi những người bạn nào.
Đương nhiên chị ở nhà chị cảm thấy là chị cực khổ nhiều lắm, phải lo nấu ăn nè, rồi đưa đón con, dọn dẹp nhà, rồi chăm sóc cho anh. Rồi bây giờ tự nhiên cái có người khác nó chen vô gợi lại, ai mà không bị ám ảnh cái câu tình cũ không rượu cũng tới. Phải không mấy cô? À, mấy cô vỗ cho giữ đi để mấy anh nhăn mặt. Thầy hỏi ảnh, cái anh nói con đâu có làm sai. Con đâu có làm gì đâu, chừng nào con hẹn hò, con đi chơi, hoặc giả là con gọi điện thoại, con tâm sự, hay là con dẫn cô đó về nhà đó, thì vợ con có thái độ được. Nhưng mà thầy biết không, chỉ có một cái áo thôi mà cả tháng nay con không yên thân. Con niệm Phật cũng không cho nữa. Bắt buộc con á là phải nhận ra cái lỗi là nha, phản bội. Chỉ nhận có cái áo không làm gì phản bội. Mấy anh có phản bội không? Nhận cái áo có phản bội không? Ảnh thấy ảnh không phản bội, mà chỉ cứ làm vậy hoài. Cho nên quý vị biết, cái ông chồng này ổng rất là kỳ cục. Ổng mới nạt vợ ổng. Ổng nói bây giờ muốn không? Bà vợ nó muốn. Trời ơi, hai người cãi nhau. Thế là ổng xách hai bộ đồ để ra khỏi nhà liền. Đi luôn một tuần. Thầy hỏi đi đâu? Ổng nói đi bộ đời chứ đâu thầy. Đi bộ đời chứ đi đâu giờ. Té ra là ra chùa thầy đó. Bởi thầy biết mà xin ở là 2-3 ngày là có chuyện. Bình thường tới thăm chút xíu là phơi phới, còn ra chùa ở 2-3 ngày, thưa thầy cho con ở, cho con tĩnh tâm, là thầy biết tâm nó rối bời. Rồi bà vợ bà điên tiết lên, bà tưởng đâu cái ông chồng này đi theo cái con quỷ kia, gọi điện ra khóc lóc, rồi kiếm. Rồi ổng nói thầy đừng nói con ở đây nghe thầy, nói ở đây nó ra nó quậy khỏi tu hành gì. Làm thầy cũng phải nói dối, thầy nói có tới đây nhưng mà đi rồi. Thiệt tình vậy. Rồi á là cái người vợ mới kể ra. Thì quý vị biết cái người vợ kể ra cũng kể thiệt lắm, kể hết mấy cái chuyện này, cũng giống như ông chồng nói đó. Chỉ nói thầy nghĩ coi, mình hy sinh đâu phải hồi xưa là con chấp nhận ổng đâu. Thầy biết không, ổng vừa nghèo vừa xấu vừa mập nữa. Thầy nghe thầy thấy tội nghiệp ông này luôn. Thầy mà bị chê kêu nó thì cắn lưỡi thì chết. Mà con chấp nhận, con hy sinh để con ở lại đây, để con lấy ổng, mà bây giờ ổng làm như vậy đó, thầy có chịu đựng nổi không? Nó ai cũng đúng hết. Ông chồng cũng đúng, bà vợ cũng đúng. Thầy nói là ai sai đây? Cái người vợ mới nói thầy, nếu mà ổng còn có ra chùa thầy giữ ổng lại, và thầy gọi điện thầy cho con biết. Thầy nói, chứ không phải là muốn cho ổng đi luôn sao? Chỉ nói thì giận quá, nạt một câu vậy thôi, chứ tự nhiên giờ cái nhà nó vắng lắm thầy. Nó cái đèn nó đứt bóng cũng không thể leo lên thay được. Cái máng áo quần nó xức ra cũng không ai gắn được. Tại vì hồi trước đây thầy nói là vẽ rách cũng đỡ đầu móng tay, mà cô đó nhất định không chịu. Rồi ai đúng ai sai, quý vị thấy rõ ràng trên cái tục đế là chúng ta thường cãi nha, những cái chuyện nó không ra đâu á. Nó không đáng cái gì hết. Nhưng có phải xuất phát từ cái cô này cổ sợ bị mất không? Có sợ bị mất ông chồng không? Thì cái đó đạo Phật gọi là gì? Tham ái. Tức là xuất phát từ cái sự yêu thương bằng ích kỷ, cho nên muốn nắm nó, muốn chiếm hữu nó, lúc nào chúng ta cũng sợ mất hết. Và cái này chính là cái gốc để đẩy tới chúng ta quyết chiến với người đối diện và giành lấy phần thắng cho mình, với một quan điểm trước sau như một: tôi đúng, ông sai. Phải không? Thì ngược lại người kia cũng vậy, tôi đúng, bà sai. Đó chính là từ cái tham ái. Cái tham này nó làm cho con người ta rất là điên đảo. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhận ra ngay lúc đó? Đại chúng, tại sao chúng ta không nhận ra ngay lúc mà sắp lá cà đó? Tại vì sao? Đúng rồi, nói theo Phật Pháp là tại vô minh. Nhưng mà tại vì bảo vệ cái bản ngã đó, cái tham ái đó. Mình bảo vệ quen rồi, mình bảo vệ mấy chục năm rồi, mình bảo vệ mấy chục đời rồi, mình đã bảo vệ mấy trăm kiếp luân hồi rồi. Cho nên chúng ta không phát hiện ra mình sai, không phát hiện ra là mình quá cố chấp. Hay nói đơn giản tức là mình đã sống với cái nghiệp của tham ái. Đã tạo thành nghiệp thì không thể nào bỏ được. Khó bỏ lắm, rất là khó khăn để mình bỏ được cái thói quen đó. Giống như mấy anh mà hút thuốc nè. Ở đây có ai hút thuốc không? Bác có hút thuốc không bác?
Không, mấy anh có hút không? Mấy chị? Thầy không tin. Thầy nghe nó còn uống rượu nữa kìa. Mà uống rượu xong vậy còn quậy nữa kìa. Ghê vậy đó mấy chị đó, chứ đừng nói mấy anh nha. Đó, ai có tội thì ra sám hối với Phật đi. Khi chúng ta đã thành cái thói quen, chúng ta khó tách rời được lắm. Thói quen này nó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống. Ví dụ như nói, hay làm, hay suy nghĩ, thì cái đó đạo Phật gọi là nghiệp. Đơn giản cái chuyện hút thuốc thôi. Hồi nào, hồi nhỏ đâu có ai đè mình ra nhét thuốc vô miệng đâu, phải không mấy anh? Nhưng mà tới hút rồi bây giờ bỏ là bỏ khó vô cùng. Bỏ không được. Có mấy anh đi vô chùa thầy tu quân tu đó, quý vị biết ăn cơm xong á, kiếm mấy ổng không có ra. Đi ra ngoài cổng chùa, đi vô phía trong 50 thước vô cái rừng tràm nó đứng hút thuốc. Bị thầy bắt được quả tang. Cái mấy ảnh mới nói, trời không ăn ăn cơm xong hút thuốc nó lạc miệng lắm thầy. Anh nói thầy không hút thuốc cho nên thầy không có biết. Thầy nói mắc cái gì phải hút cho biết. Hồi xưa đâu có ai ép mình hút đâu, nhưng mà hút xong bỏ không được. Cái không bỏ được, cái đó đạo Phật gọi là nghiệp. Thì nhìn lại của mình có bao nhiêu cái nghiệp, mình có bao nhiêu cái thói quen, đếm không có hết. Thói quen liếc nè, thói quen hứ nè, thói quen dặm dò nè, thói quen dằn mâm sáng chén nè, thói quen lục điện thoại nè, thói quen đếm tiền nè, rồi thói quen dòm ngó có ai đi với ổng nè. Mình có bao nhiêu thói quen? Vô biên vô số. Tất cả những cái nghiệp đó, những cái thói quen đó đều do chúng ta tự tạo ra, rồi mình không tách rời được. Cho nên mình khổ không kết thúc. Tu tập là bằng mọi cách, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, và thậm chí mỗi sát na một, chúng ta nhìn từng thói quen một của mình. Thói quen tốt, chúng ta tạo cho nó phát triển thêm. Thói quen xấu, chúng ta tập cho nó giảm dần, và tới lúc nó không còn nữa. Quá trình mà quan sát thói quen và tập phát triển thói quen tốt, giảm thói quen xấu, quá trình đó gọi là tu hành, hay còn gọi là tu tập. Tu hành tức là chúng ta sửa đổi và chúng ta liên tục làm cái vấn đề sửa đổi, gọi là tu hành. Còn tu tập tức là, một là có ý niệm về sửa đổi, và thứ hai là chúng ta đang tập sửa đổi, gọi là tu tập. Tu hành là vậy đó. Chứ đừng có giống mấy cái bác kia tới chùa nói tu hành là phải cực khổ. Giống như ở Việt Nam vậy đó, có lần thầy đi giảng mà quý vị biết á, giảng buổi sáng ở đây, buổi chiều ở chỗ kia mà nó cách nhau 50-60 cây số vậy, thầy đi bằng gì vậy? Phải đi bằng xe hơi. Vậy mà có ông bác đó, thưa thầy, hồi xưa Đức Phật đi bộ cũng thành Phật, bây giờ thầy đi xe hơi, thầy có thành Phật không? Hỏi một cái, thầy nghĩ đất trời muốn đảo lộn luôn. Thầy nói đi xe, đi bộ gì nó cũng không có thành Phật, tại vì nó chỉ là phương tiện đi thôi. Chứ làm sao mà đi cái đó thành Phật? Nếu mà đi bộ thành Phật thì mấy người ăn xin nó thành Phật hết rồi. Hoặc là mấy con bò, mấy con ngỗng nó thành Phật trước mình rồi. Nó đi bộ mà, phải không? Nó đâu có đi xe. Đó. Còn muốn thành Phật thì chúng ta phải tu tập. Ở đây đơn giản là thầy chỉ đi giảng, đi thuyết pháp thì xa quá phải đi xe. Chứ gần cũng đi bộ. Tại vì sao? Đi bộ nó ngộ không đi xe mà. Thầy phải nói lái đi cho bà bớt căng thẳng, bà bớt sân hận. Mà một, hai, ba nói không, con không có đồng ý. Tu là phải hành, hành cho nó khổ. Thầy nói sao bác không vô hành cho bác khổ đi, để thành Phật. Bà nói không, con ở nhà, con còn chồng, còn con, còn cháu. Thầy nói bác có chồng, có con, có cháu, thầy cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, phải không? Tại sao mà người ta bỏ hết tất cả để người ta đi thương không hết rồi ngồi đó mà chì chiết? Khó ưa. Xin lỗi, khó ưa là thầy nói ở đây chứ lúc đó thầy không dám nói. Bả một hai bả ép với thầy là phải tu, là phải hành. Cái quan điểm của bác tu hành là như vậy đó, tức là chấp nhận tu là phải hành xác mình cho cực khổ. Bả lý luận ghê lắm nghe. Vậy chứ thầy thức khuya dậy sớm làm gì? Thầy nói để tụng kinh bái sám. Bả nói thì đó tu hành. Thầy nói đúng, tức là thức khuya dậy sớm là cái thời khóa của người ta. Người ta thức khuya, người ta dậy sớm để người ta tu tỉnh cho nó dễ. Bà nói thì phải chịu cực, chịu khổ như vậy đó mới được. Nhiều người á cắt cớ lắm quý vị biết không. Nhưng mà thầy nghĩ lâu lâu cũng phải nên gặp mấy cái bà chằn này mới được, để cho mình bớt bớt sân hận si mê. Vì á các thầy á là được quý Phật tử cung kính, quý mến, rồi cúng dường. Nhiều khi lâu lâu
cũng quên đi. Cứ nghĩ là mình đáng được cúng dường. Cho nên lâu lâu cũng phải gặp một người mà khó khăn, khó ương vậy để mình kéo mình trở lại. Cái bác đó quan niệm của bác tu hành như vậy là đúng. Còn mình quan niệm tu hành của mình là sai trong quan điểm của bác. Không, bà không đồng ý mình đi xe hơi đó. Bà nói đi chiếc xe rim là đã quá rồi, đằng này leo lên chiếc xe hơi mà đi. Thế nó ngộ không? Bộ cái hãng này nó sản xuất ra cấm thầy chùa đi hả? Quý vị nghĩ phải không? Thầy nói rồi, mấy thầy ở nước ngoài đó đi bằng cái gì? Đi bộ đâu có được, cũng phải đi bằng xe. Thầy nói như ở đây nè, thầy đi xuống với Cà Mau thầy đi bằng cái gì? Không lẽ thầy đi bộ, thầy đi xuống chưa tới nơi nó là thầy chết rồi. Bà nói thì thầy đi xe đò. Trời ơi, quý vị coi, bà cho thầy đi nhưng mà đi xe đò chứ không có được đi xe hơi chở một mình thầy. Bà nói thầy phải đi chung với người ta để thầy thấy được người ta đau khổ, người ta cực khổ, người ta gian nan, như vậy đó thầy mới lo tinh tấn tu hành. Thầy nói tội quá bác ơi, thầy từng đi xe đò nè, có lúc nó cũng đâu có chạy. Không lẽ xe đò là 1-2 giờ khuya nó chạy, mà ở xa quá. Nó như chùa thầy mà đi xuống Cà Mau là đi 12 tiếng đồng hồ đó quý vị biết. Là phải á, là 6 giờ chiều này đi thì 6 giờ sáng mới tới, được nghỉ 2 tiếng đồng hồ là 8 giờ lên giảng. Giảng xong xuống pháp tòa là leo lên xe là đi về lại chùa mình á, là cũng 11 giờ đêm. Thầy nói bây giờ nè, bác vô bà chùa bác ở mấy ngày đi, bác sẽ thấy được nó cực như thế nào, nó khổ như thế nào. Mấy thầy không có, mấy thầy không có, không có cái tánh hưởng thụ đâu. Nếu hưởng thụ người ta ở nhà chứ mắc mới gì người ta vô chùa phải không? Trời ơi, ăn chay nó rát ruột, cạo đầu nó rát da chứ. Thầy đây còn hớt tông đơ chứ Việt Nam là lấy cái lửa làm là cạo sột, sột, sột vậy đó. Trời, quý vị nhìn mà không ớn ốc gái nữa thôi á. Chứ mắc mới gì không còn. Xin lỗi, tại vì ở Việt Nam cạo bằng cái dao cạo nó quen rồi, cạo bằng cái tông đơ hớt nó không có sát. Chứ không có quen với nó nhột lắm, quý vị, không đẩy đẩy nó nhột. Thầy bị hớt một lần đó, thầy anh bảo thấy hớt cho thầy, thầy nhột quá trời quá đất. Tại vì qua bên châu Âu đó mấy thầy làm vậy, thầy nó thôi mệt quá, để tôi lấy cái lưỡi lam tôi cạo. Trời, thầy đứng thầy cạo, mấy thầy đó ai vô cũng la làng hết trơn á. Mấy thầy tưởng tượng là cạo một cái là nó có một miếng thịt. Thầy nói gì thấy ghê quá. Nói gì ở Việt Nam nó thôi là máu nhuộm sân chùa hết rồi. Tất cả đều là quan điểm hết, quý vị đồng ý không? Mà quan điểm đó có đúng có sai không? Không có nào đúng, không có nào sai, mà nó lại là một đề tài bất tận, cãi hoài, cãi mãi, cãi cho tới mở nắp hòm chung vô đậy lại mới hết cãi. Thiệt, hãy còn thở là còn cãi. Nó bữa hôm nó thầy đi tới để thăm cái anh đó, anh bị bệnh nặng lắm. Anh bị ung thư. Bác sĩ cho về nhà rồi nằm một chỗ. Thấy tội nghiệp lắm. Rồi thầy nghe thầy tới thăm. Thì vợ ảnh mới kéo cái ghế tới cho thầy ngồi. Mà anh nói chuyện không có được, tức là nói nó yếu ớt lắm. Thì cái chị vợ đó, chị mới kéo cái ghế xa cái giường ra, tại vì sợ bị truyền nhiễm. Với lại cái người bệnh nằm lâu, thực ra nó cũng không có sạch, nó dơ. Đơn giản là cái xú khí nó phát ra, tức là cái mùi tử thi bắt đầu nó phát ra. Cái người bệnh mà gần chết, cái tướng suy nó hiện lại, bắt đầu nó phát ra mùi hôi. Cho dù có xịt dầu thơm hay là có làm gì sạch cái máy nó cũng hôi. Nó phát ra từ lỗ chân lông, từ hơi thở của mình. Cho nên mấy thầy mà đi hộ niệm đám ma nhiều chừng nào là chết sớm hung chừng ấy. Hết tất cả những cái mùi đó. Thiệt. Nói thiệt á. Cho nên thầy biết vậy thầy không có dám đi đám ma. Một phần cũng do sợ ma nữa. Thầy cái chị vợ mới kéo cái ghế xa ra. Thì ảnh không có chịu. Ảnh không có chịu mà ảnh ráng để cố gắng để ảnh làm cái biểu thị của ảnh là ảnh giật giò, giật tay, giật chân. Tại nói không có ra, là kéo cái ghế sát lại để nói chuyện với sư phụ. Thì thầy biết, thầy không có ngồi, thầy đứng kế ảnh luôn. Thầy mới cầm cái tay, thầy mới nói cái tay của anh nè, bây giờ anh dở lên cũng khó nữa. Cái anh chảy nước mắt, anh gật đầu. Thầy nói đó, cái tay anh dở lên còn không được, cái tay này là cái tay của anh đó. Huống chi cái ghế này nó không phải của anh. Anh đâu có điều khiển được. Huống chi cái chị vợ này bây giờ cũng đâu phải của anh nữa. Nó nằm ngoài thân là không phải của anh. Cho nên đừng có suy nghĩ nhiều về những cái bên ngoài thân nữa. Thực ra đây là muốn dạy cho ảnh một cách quán. Quán gì? Chưa. Quán thân vô thường.
Thầy nói hồi nào anh trẻ anh khỏe anh tới chùa, anh thấy không? Anh vác đá anh khiêng cây, tại vì làm chùa đó anh dám tới chùa ở nửa tháng đó, bỏ hết công ăn chuyện làm, rồi bây giờ bệnh nằm một chỗ. Anh thấy không, bây giờ anh muốn gượng ngồi dậy để anh chào thầy cũng không được, bây giờ anh cũng muốn nói một câu A Di Đà Phật chào thầy cũng không được. Anh thấy anh bất lực chưa? Cho nên mấy cái này không cần thiết nữa. Cái một hơi á, cái ảnh mới nói con xin lỗi thầy, là nhà con vô phép. Anh nói vợ nó là vô phép cho nên là mới để cho thầy đứng nãy giờ. Quý vị thấy không, tới gần chết mà vẫn chấp vào quan điểm của mình, đúng là phải bắt cái ghế ngồi cho đàng hoàng, ngồi ở cái chỗ nào nó mới là đúng, còn đứng là không đúng, mà ngồi xa là không đúng. Cái quan điểm đó nó sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Đạo Phật gọi đó là tri kiến, tức là cái biết cái thấy của con người. Chúng ta khổ vì cái biết cái thấy này, hoàn toàn chúng ta khổ vì cái biết cái thấy này hết. Khi cái biết cái thấy này nó chi phối mình thì chúng ta lệ thuộc hết hoàn toàn. Nội vô cái bàn ăn thôi, quý vị thấy cũng bất đồng quan điểm rồi phải không? Chia chỗ ngồi, chúng ta quy định người nào ngồi đâu là phải ngồi đó, bữa nay không được ngồi lộn xộn. Rồi thức ăn dọn ở đâu, rồi gia đình này là thích ăn cái món gì, tự nhiên nấu trà quẻ là không ăn được. Đó cũng là quan điểm, huống chi tới đường lối tu tập của mình. Cho nên quý Phật tử đừng có thắc mắc tại sao người tu pháp môn này mà không ưa người tu pháp môn kia. Cái đó chẳng qua là do quan điểm của con người, cái tri kiến của con người nó rất là nặng, nó làm cho mình bị kẹt vô hết hoàn toàn trong từng quan điểm một. Và chúng ta không giải thoát, phiền não vẫn là phiền não. Vì mình cho mình thấy là đúng hết, mình cho mình biết cũng là đúng, nhưng mà cái đúng đó không thể nào chấp nhận là đúng được. Nói như bây giờ là đốt cái đèn để ở đây, đối với lại quý vị thấy đẹp không? Đẹp, thầy cũng thấy đẹp. Nhưng mà có một số thầy không đồng ý. Không đồng ý là để cái đèn ngay trước mặt. Tại vì sao? Tại đèn mà để trên bàn chỉ để cúng, để thờ, thì ngoài Đức Phật ra mà mình ngồi ra là chùa cho mình chết. Có một lần quý vị biết, thầy làm MC để thỉnh một vị thượng tọa đó giảng. Thầy xin phép giấu tên thượng tọa đó, quý vị có biết thượng tọa đó. Thì cái chùa đó thiết kế một cái pháp tọa đẹp lắm. Tự nhiên ở trên hai cái bàn đó là hòa thượng trụ trì á, kêu để hai cái chân đèn hai bên, để hai cái đèn cày. Tự nhiên thỉnh thượng tọa lên, cái thượng tọa nó dẹp hai cái đèn này, tôi chưa chết mà để làm cho bàn thờ tôi vậy, tế sống tôi vậy. Bên này hòa thượng kêu để cái đèn, còn bên thượng tọa kêu dẹp cái đèn, quý vị nghĩ làm sao? Ai đúng? Không ai đúng hết. Bây giờ dám dẹp không? Đâu có dám dẹp. Rồi để được không? Cũng không để được. Cái không ai dẹp hết. Cái thầy qua, thầy quay qua thầy gặp, thầy nói thiện thuận, thầy nói mà không nghe hả? Thầy nói dạ con có nghe. Cái thầy hỏi sao không dẹp? Thầy nói dạ con không dám dẹp. Thầy hỏi tại sao? Thầy mới nói hòa thượng biểu con để. Ông nghe hai chữ hòa thượng cái ông ngọn im luôn. Tất cả đều là quan điểm hết. Quan điểm này nó làm cho con người ta bị khổ, đâu có phân định được. Tất cả những quan điểm, những cái hiểu, những cái biết đều do tự chúng ta tạo ra hết. Hãy mà mình vô chùa thì mình cầm chổi. Bây giờ mình không vô chùa mình cầm chổi, mình cầm rổ ốc vô chùa được không? Mình cầm cái sâu mà sâu bằng cái vỏ ốc mình cầm vô đi được coi được không? Không được rồi. Hãy mà đi tới chùa là nó phải như vậy, không có thể thay đổi được. Bữa hôm đó đi tới chùa thầy tu đó, quý vị biết á, cái có mấy Phật tử đi tới trước cái khóa tu đó, cái thầy nói ủa sao bữa nay sắp xếp đi xuống trước kịp phụ với thầy ạ? Cái có bác Phật tử, dạ thưa thầy, bữa nay con phải tranh thủ con đi, tại vì ngày mai con tu không được. Thầy hỏi tại sao? Bà nói ngày mai mùng 5 con không dám đi. Tự nhiên mùng 5 cái không đi tu. Thầy nói lỡ vô thường nó tới ngay cái mùng 5 rồi làm sao? Mai là một tháng, nó có ngày mùng 5, nó có 3 ngày mùng 5 cái chết rồi.
đó. Phật tử đó, chùa nào mở khóa tu cũng tu hết. Bà nói trời ơi thầy đừng có cãi, ông bà mà nói không có sai, con không phải mê tín nhưng mà con tin ông bà mình truyền từ đời này qua đời khác nó cũng có cái giá trị của nó. Thầy nói đối với thầy ngày nào cũng như ngày nấy, mặt trời cũng mọc hướng đông, lặn ở hướng tây 24 tiếng đồng hồ, cho nên ngày nào cũng là mùng 5, mà ngày nào cũng là mùng 8, ngày nào cũng tốt, cũng thở nhiêu, cũng ăn nhiêu, cũng tu nhiêu, thậm chí cũng sân si bấy nhiêu. Nó cũng nhiêu thôi, có thay đổi gì đâu. Cho nên cái ngày, cái giờ đó không có là cái gì hết á. Tại vì ngày nào mình cũng đau khổ, phải không? Ngày nào mình cũng tạo nghiệp, thì mình phải cố gắng mình tu tập từng ngày một. Đằng này tự nhiên chia ra ngày tốt mới tu, còn ngày xấu không tu. Thầy nói ngày xấu là còn tu nhiều hơn nữa. Bà nói thôi thầy, thầy đừng có nói vậy, con không có chịu. Ông bà mình á, lạ nha, nói là không có sai. Bởi vì con ghét cái chùa này lắm, tết nhất thì không có cúng sao cúng hạn gì hết. Xin lỗi, chùa này có cúng không? Có hả thầy? A Di Đà Phật. Nói không quý vị? Nói có gì quý vị xin thầy chủ trì nha. Tại vì chùa thầy không có cúng sao, không có cúng sao cũng gì, không có quan điểm sao hạn gì hết á. Mà tất cả khổ đau đều do nghiệp chúng ta gây ra. Bây giờ chúng ta muốn hết khổ chỉ có giải nghiệp. Đơn giản, hễ bệnh thì anh đi bác sĩ, anh uống thuốc cho anh mới hết bệnh. Chứ giờ tôi đưa thuốc cho anh không uống thì bệnh anh ráng chịu thôi, phải không? Nó khổ cái tự nhiên đem vô cúng sao, rồi có hết khổ không? Không hết khổ cái đổ thừa chùa cúng linh. Chính mấy Phật tử nói cho ai? Nó trời thầy biết không, con đi tới cái chùa đó con cúng sao hả? Cúng rồi á, con thấy nghe cũng tàn mạc luôn, không có linh gì hết. Đó, ai suối ai biểu đi cúng cho đã đời là đổ thừa. Cúng cầu an, cầu siêu thì được. Tức là cứ gửi tên vô đó, mấy thầy sẽ chú nguyện bằng cái năng lực tu tập của đại chúng. Thì cái năng lực tu tập đó, từ thời Đức Phật cũng đã có chú nguyện. Chú nguyện là hướng cái tâm đến cái người đó, có cái tên đó, họ hưởng được cái phước đó, thì họ sẽ bớt khổ đau. Cái đó nó có. Chứ còn cúng sao, hoàn toàn Phật giáo thuần tí không có mà bị ảnh hưởng bởi tôn giáo khác. Và tôn giáo này chúng ta bị trực tiếp Trung Quốc đưa qua. Nó là như vậy. Thôi, không dám nói thêm. Vì bình yên của quốc gia. Thì quý vị thấy cái bác đó, bác nói, thầy nghe thầy cũng mắc cười. Mà nó bởi con ghét cái chùa này lắm, không có cúng sao cũng gì hết. Thầy phải tin. Thầy nói thầy không tin, bây giờ có bắn thầy chết thầy cũng không tin. Thầy chỉ tin lời Đức Phật chứ thầy không tin mấy cái lời của người nào khác hết. Tại vì Đức Phật nói trong kinh điển còn ghi rất là rõ. Cho nên thầy không có tin cái điều đó. Thầy tin nhân quả thôi. Con nói với thầy đó, thầy phải tin. Như nè, hồi ngày hôm qua thầy biết không, con đi, con gặp cái đám ma. Thầy biết không, chiều về 4 đứa con đưa cho 5 triệu hên dễ sợ. Thầy nói vậy bà dọn nhà đi. Bởi từ nhà con đang ở đây, thầy cứ dọn đâu, thầy nói dọn cái nghĩa địa, ở ngày nào cũng hên. Thầy nói bà cứ dọn nhà vô cái nghĩa địa đó, ngày nào bà cũng thấy đám ma hết là bà sẽ hên. Quý vị thấy cái đó là cái gì? Có phải là quan điểm không? Trời đất ơi, đám ma là tang thương, là đổ nát, là chết chóc. Tự nhiên bà hên từ cái tang thương đổ nát của người ta. Bà nói con nói thiệt với thầy, con nói chuyện với thầy con tức chết đi. Cái gì thầy cũng cãi được hết á. Ông bà mà nói gặp đám cưới là xui, gặp đám ma là hên. Thầy cứ đi ra ngoài đường thầy gặp đi là thầy tin liền à. Thầy nói vụ gì gặp đám cưới xui. Bà nói thiệt với thầy, bữa đó con gặp hai cái đám cưới, con về con bị xe đụng gãy giò đó. Thầy nói bây giờ bà đi vô hết cái bệnh viện gãy giò đi, bà hỏi hết mấy cái người gãy giò có phải gặp đám cưới gãy giò không. Bà nói thôi thầy đừng có cãi, nó cũng mệt cho thầy quá, không có cãi lại thầy. Thì quý vị thấy cũng vui ha. Nhưng tất cả đều là quan điểm cá nhân. Cái tri kiến nó làm cho con người ta đau khổ không hay đó. Tức là mình chấp chặt vào cái suy nghĩ của mình và mình trung thành với cái đó, mình cho nó là đúng. Người khác không theo quỹ đạo đó chúng ta lội ngay, chúng ta cho là sai. Mà hỏi người khác là ai? Là người thân mình.
là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là chồng, là con, là cái, là bạn, là bè. Tất cả những người đó mới có những mối quan hệ mật thiết với mình. Cho nên mình mới có dịp biết được quan điểm của họ. Mà hễ quan điểm đụng với quan điểm là coi chừng. Nói cái lên chánh điện tụng kinh thôi cũng có chuyện.